năm cái loại rau nó là khắc tinh của bệnh dạ dày, anh chị đã biết chưa? Một ít là rau tía tô. Trong tía tô thì nó có chứa các cái dưỡng chất giúp làm lành vết thương ở niêm mạc dạ dày, điều tiết axit trong dịch vị giúp cải thiện những cái cơn đau dạ dày cực kỳ hiệu quả đấy anh chị nhá. Hai là rau ngót. Ngoài cái tác dụng là thanh nhiệt giải độc trong cơ thể thì rau ngót nó còn cung cấp rất là nhiều vitamin và khoáng chất, chất xơ rất là tốt cho hệ thống tiêu hóa anh chị nha. Ba là rau chân vịt hay còn gọi là cải bó xôi đấy. Nó chứa rất là nhiều chất xơ, vitamin A, C, E, K, sắt, canxi, folic, omega 3 vân vân. Nó sẽ giúp hỗ trợ điều trị cái vấn đề về trào ngược, giảm cái tình trạng viêm loét dạ dày, giúp hệ thống tiêu hóa của chúng ta hoạt động tốt hơn rất nhiều đấy. 4 là rau mồng tơi, rất là dễ ăn, thanh nhiệt giải độc, điều trị táo bón đặc biệt hiệu quả. Ngoài ra ấy, nó cái chất nhầy ở trong mồng tơi nó còn giúp bảo vệ niêm mạc, chống viêm, kích thích nhu động ruột rất là hiệu quả. 5 là lá mơ thì nó có chứa nhiều hoạt chất giúp làm giảm cái triệu chứng sưng niêm mạc dạ dày và cải thiện cái tình trạng trào ngược. Anh chị có thể uống nước lá mơ hoặc là ăn sống sẽ giúp loại bỏ vi khuẩn có hại trong dạ dày rất tốt đấy anh chị nhé. Anh chị hãy lưu lại video này và hãy chia sẻ cho thật nhiều người cùng biết đến những cái loại rau vô cùng phổ biến và cực kỳ tốt cho dạ dày này để cùng nhau bảo vệ sức khỏe của mình anh chị nha.